Hôm nay làm gì? Con bé nó về rồi nè. Bán khách nè. Không chị, ý là làm hỏi. Em hỏi về chưa? Được không? Bạn nó có quay không? Về bye bye. Đủ nghề bye bye. Nhiều nè. Thank you.
Cái đắp mặt là chị cái thứ hai chị em là sao đắp không đắp mặt không chẳng đỡ hay là thôi thì thôi đi nhỏ phải chị la đi taxi luôn đúng không? Con Trinh đi bán chị đó. Cố gắng nghe hơi đau sao nhiều lắm à, mất con rồi không đi cho vui thôi để bữa sau đây tao quẩy tao dẫn đi bữa sau đi quẩy băng heo quẩy đi nè dưới cầm á dưới cầm năm sáu con heo đúng không nghe băng heo giữ cái băng heo quẩy tôi nói cái bà đàn ông nó coi giùm bả đi không chịu mấy phút rồi nè chị không đi đâu cái bữa hôm trước nao đồ về nhiều lắm sao cái gì nao hết về lại nao rồi vàng lằng lằng ai đó Trân em đi sai giấy Trân vi sàn ê từ để coi tiền mình đi cái xe gì em đi với ai đi chung xe tớ đi chung luôn kìa đang coi thử coi rồi đáp hay là đi xe máy đứa này rồi đáp hết chứ con cái gì nữa trời mà đi xe đi rồi đó đi xe máy xa không lắm có đủ rồi sao nè còn bấn lại thì giật không cái heo á tôi không có ích kỷ như rứa bình ạ. Tôi ích kỷ như rứa à. Cái bà đàn ông đó. Mình không thích. Mình không thích kiếm chuyện, mình chỉ thích kiếm tiền. Ok chưa? Ai kiếm chuyện kiếm. Mấy phút rồi nè 10 phút kêu ta nghe ta nhường cho mi làm nè chắc mi nặng cũng tới 7:30-8 giờ xí về nhớ khóa cổng nghe khóa cổng à giờ bị khóa luôn xí tôi đọc cho chưa để tao làm cái mũi này luôn đợi xíu mũi mấy con cục đậu đen đã quá không thể tưởng tượng nổi rồi quá sức đã lắm chị răng